Em Tùng chào anh em. Thì hôm nay mình xét cho một ông anh đang cần có máy pin và giá rẻ, thì mình xét cho là một cái combo bao gồm có XDT13. Con này hàng Mỹ về mới 100%. XDT13 có chứng nhận UL và giá của cái thân máy khoảng 1,6 triệu ha. Nó có catalog và có cái móc treo. Thì anh đi bán tôn thì anh mình xét cho anh là một cái pin này của hãng Snap-on. Mình lấy cái ruột cả một cái cụm luôn 10 cell Samsung 25R. Mình bỏ qua cái hộp này để mình xài Magita. Và nó có báo pin. Thì pin này Tùng bảo hành cho anh em là 6 tháng và giá chỉ có 750 ha, 750. Cái này hãng họ đóng họ nguyên khối luôn nha anh em, cho bên mình không có đóng pin. Bên mình chỉ bơ nguyên cái cục này qua bỏ và gắn mạch vào. Và pin này nó chạy tất cả các hãng, tất cả các máy của Magita, họ không chơi than, cái kiểu luôn ha. Samsung 25R từ pin Snap-on, tại vì mình về pin Snap-on mà bán nó không có pin, không có máy, thành ra mình phải chuyển qua này. Rồi, cảm ơn anh em. Giá của nó là 2,4 triệu, 50.000. Máy pin và sạc, báo đèn luôn. Cảm ơn anh em.